Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 9. Giáo sư tại北方. Là phòng học ở hướng Bắc. Trong bài này chúng ta sẽ được học về phương hướng Đông Tây Nam Bắc nói như thế nào trong tiếng Trung. Và chúng ta sẽ học về cái kim chỉ nam để chỉ ra cái phòng học hay những cái kiến trúc xung quanh ở phương hướng nào. Qua đó thì chúng ta sẽ học cách sử dụng từ vì, nên, yên quay sửa gì, bởi vì một nguyên nhân gì đó, cho nên nó gây ra hậu quả là, kết quả là như vậy. Bây giờ chúng ta đến với phần đàm thoại. Đi chiều khơ, 教室在北方. 教室在北方, phòng học ở hướng Bắc. 有朋, 东明,这是什么? 东明,这什么? Đông Minh, 这是 là cái này, cái này là cái gì vậy? 指南针, 也叫指北针. 他告诉我们, 南方和北方在哪里? 指南针也叫指北针。他告诉我们南方和北方在哪里? Là đây là kim chỉ nam ha, cũng gọi là ha chỉ bề chân, tức là cũng đây là giống như chỉ tay ha, nó cũng là gọi là cái la bàn đó các bạn ha. Kim chỉ nam là gọi là la bàn. Nó sẽ cho chúng ta biết cái phương hướng nam, hướng bắc nằm ở đâu. 前面的教室是什么方向? 前面的教室是什么方向? Ở phòng trước phòng học đó, trước mặt phòng học là hướng gì? 前面的教室是北方. 后面的校门口是南方. 前面的教室是北方. 后面的校门口是南方. Phía trước phòng học là hướng bắc. Ở phía sau á, cổng sau của trường á thì là hướng nam. Chủ chiếu trường de phang đông phang. Chủ chiếu trường zai đông phang. Hay shi zai xi phang. Chủ chiếu trường zai đông phang hay shi zai xi phang. Sân bóng thì ở hướng đông, đông là hướng đông, hải sư hay là hướng tây. Yên quay giáo sư tại bể phong, yên quay giáo sư tại bể phong, sở dĩ dù chiếu trường tại đông phong. Yên quay giáo sư tại bể phong, sở dĩ dù chiếu trường tại đông phong. Bởi vì phòng học thì nó ở hướng bắc, cho nên á, cây sân bóng thì ở hướng đông. Bây giờ chúng ta đến với phần từ mới. Chỉ nán chân là kim chỉ nam ha. Chỉ nán chân, chỉ bể chân, chỉ bể chân là la bàn. Đó, hai cái này nó cách gọi khác nhau nhưng mà tên của nó đều gọi là la bàn hay là kim chỉ nam hết. Tha ở đây á, là chỉ đồ vật của tha. Hôm bài trước chúng ta học chữ tha mà nó có không phải là bộ nhân, thì chữ thá đó là để chỉ về động vật. Mình có ba chữ thá, một bộ nhân là chỉ về người đó. Còn cái bộ hôm trước mình học á là dùng cho động vật, còn bộ này là dùng cho đồ vật, nó không thể di động được. Bể phăng là hướng bắc. Giáo sư là phòng học, lớp học. Cao su là nói, là cho ai biết. Nán phăng là hướng nam. Xiao mến khổ là cổng của trường học, cổng trường học. Chú chiếu trường là sân bóng. Phương xiang phương hướng. Đông phăng hướng đông. Xi phăng hướng tây. Yên quay bởi vì. 所以,
này là bởi hay là vì ha, còn này là vì vậy đó, vì một cái gì đó, vì thế. Bây giờ chúng ta đến với phần cấu trúc câu chữ xính. Đông phương, xí phương, nam phương, bắc phương, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Thì đối với cấu trúc trong bài học này thì chữ đông phương, cái chữ phương hướng đó, nó sẽ nằm ở cuối câu và nó đứng ở sau từ zài, là một từ chỉ về nơi trốn. Chú chiếu thẳng zài đông phương, sân bóng thì ở hướng đông. Đông Minh gia zài xí phương, Đông Minh gia zài xí phương, nhà của Đông Minh thì ở hướng tây. Giáo sư zài bắc phương, phòng học ở hướng bắc. Yǒu Peng gia zài nam phương, Yǒu Peng gia, ở đây mình có hình nè ha. Đây, Đông Phương, hướng đông. Chú chiếu chẳng là đây ha, là hướng đông. Rồi hướng tây, hướng tây là nhà của Đông Minh. Còn hướng bắc là phòng lớp học là hướng bắc. Đó, đây đông, tây, nam. Đông, đây là ha, hướng đông, phòng đông. Hướng tây, hướng nam, vậy là đây là sẽ là hướng bắc, là xiao mẫn khẩu zài bắc phương. Xiao mẫn khẩu zài bắc phương, còn cái nhà của Yǒu Peng thì nó sẽ cũng là cùng hướng với lại cái chủ chiếu thẳng, tức là Yǒu Peng gia zài đông phương, ở hướng đông. Sorry, nếu mà Yǒu Peng gia cái hướng nói về cái hướng nhà thì mình sẽ tính là cái cổng, thì cái cổng nó nhìn ra như vậy, tức là cái cổng nó sẽ cùng hướng với cổng của nhà Đông Minh, tức là Yǒu Peng gia zài xí phương, nó cũng là ở hướng tây luôn. Yǒu Peng gia zài xí phương. Mình học cụm từ cao su, là nói cho ai nghe đó ha, ai nói với ai, sĩ cao su sĩ, sầm mơ rỉnh, cao su sầm mơ rỉnh, hoặc là một sự việc nào đó nó trước đó và sau nó phải là một danh từ. Zi Nan Zhen cao su wo men Nan Fang he Bei Fang zai na li. Kim chỉ nam thì cho chúng ta biết là hướng nam và hướng bắc nằm ở đâu. Giáo sư cao su wo men zu qiu chang zai na li. Lão sư, cô giáo cho chúng ta biết á, là sân bóng nằm ở đâu. Mama cao su Đông Minh wang ju zai zuo zhi shang nian. Mẹ nói cho Đông Minh biết đồ chơi nằm ở trên bàn. Chị chia cao lì u zài phóng chiến lì miên. Chị gái nói cho tôi biết là những cái lễ vật thì ở trong phòng. Ba bà cao su wo men. Cao su wo men. Mình nói là sách đi ha. Là hội, ba cho chúng ta biết là cái sách sách tranh vẽ nằm ở đâu. Yên quê sở gì vì nên ha, vì cái gì đó nên. Thì thường á, vì sau đó sẽ là một một cụm từ hoặc là một câu ha. Ở đây thì nó đã, lần này cũng là sau đó là một câu luôn, nhưng mà kế nó thường là một danh từ. Yên quê giáo sư tờ chén miền sư bệ phong, sổ yỉ chú chiếu chẳng zài đông phong. Bởi vì lúc lớp học, trước lớp học á, là hướng bắc, cho nên á, sân bóng thì sẽ ở hướng đông. Yên quê mê mẹ xì hoan hơ nếu nại, sổ yỉ má mạ chư sư chẳng mại nếu nại. Vì em gái thích uống sữa bò, cho nên á, mẹ đi siêu thị mua sữa bò. Yên quê ha xì hoan yếu dụng, sổ yỉ thẳng thẳng kênh ba bà y chỉ yếu dụng. Bởi vì bạn ấy thích bơi lội, cho nên là thường cùng với ba đi bơi lội. Yên quê xia thiên hai rơ lờ, sổ yỉ bộ phú xì hoan xia thiên. Bởi vì mùa hè thì nóng quá, cho nên tôi không thích mùa hè. Yên quê xia, yên quê thiên
下雨，所以天气很冷。Bởi vì trời mưa, cho nên là thời tiết lạnh. À, 所以哈，我觉得，因为下雨，因为天下天正在下雨，所以我觉得很冷，cho nên tôi cảm thấy rất là lạnh. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. 再见. À, nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, à, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, à, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.